Xin máy của bác Quang Minh chuẩn bị và Diệu Thành. Xin mời chuyển đến máy của bác Quang Minh và xin Diệu Thành chuẩn bị. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đọc một câu hỏi của một vị đồng tu. Con xin kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Con có câu hỏi, kính nhờ lão cư sĩ Diệu Âm giải đáp. Mẹ con mất đã được anh cả trong gia đình không cho mời ban hồ niệm vì sợ tiếng tâm. Đến khi anh đồng ý mời ban hồ niệm thì mẹ con đã bị mê, ban hồ niệm không nhận nữa. Sau đó mẹ con ra đi trong tiếng niệm Phật của con. Trong gia đình thì có thêm ba người niệm Phật cùng, nhưng ba người đó theo con mà niệm thôi, không có tính nguyện hạnh. Chỉ có mình con tin nhưng chưa sâu, nguyện chưa thiết, lúc đó cũng chưa biết đường dung thế giới nên sơ suất rất nhiều. Sau 12 giờ chúng con thay quần áo thì thân thể mẹ mềm mại nhưng khuôn mặt không đẹp. Hằng ngày hai buổi sáng tối con niệm Phật và nhắc nhở hương linh mẹ buông bỏ thế gian giả tạm này để niệm Phật, cầu Phật lai nghinh vãng sanh Tây Phật lạc. Đến 49 ngày mấy chị em cũng theo ngồi hộ niệm Phật cho tới 12 giờ đêm. Bước sang ngày thứ 50 được 5 phút, con khó khăn cho mẹ ngừng cúi. Đến giờ này vãng sanh hay đọa lạc là do tự mẹ quyết định. Giờ chúng con không giúp gì được nữa. Lúc đó tự nhiên chị gái con đưa tay thật cao và hỏi to, mẹ đi rồi. Thế là chị không biết gì nữa, nằm vật xuống nền nhà. Hàng phàm phu con tội chướng sâu dày, trí huệ mê mờ, tham sân phiền não không hiểu. Kính mong lão cư sĩ chỉ dạy để đời này con có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thực ra cái chuyện này không biết là kiết hay hung đây, nhưng mà có hiện tượng này theo dõi âm nghĩ cũng là một điều hay, như là kiết nhiều hơn hung. Nếu người mẹ này mà được người anh tin tưởng Phật Pháp, kêu ban hộ niệm sớm rồi cùng với những người chị em gái mình niệm Phật nữa, thì hy vọng cái người mẹ này vãng sanh có lẽ lớn lắm đấy. Chư vị biết không, thường thường khi mời ban hộ niệm mà chư vị để mẹ mình tới mê mang bất tỉnh rồi, thì nhiều khi ban hộ niệm không dám nhận đâu. Và trong cái trường hợp gia đình không tin tưởng, 4-5 người chống đối, chỉ có một người con gái tin, thì họ cũng không dám nhận đâu. Họ sợ vô cùng. Vì sao vậy chư vị biết không? Vì những người không tin tưởng thường hay buông lời sơ suất mà mang cái tội phỉ báng Phật Pháp. Thành ra ban hộ niệm có từ bi họ cũng không dám nhận, là tại vì họ sợ những người chống đối nói lên những lời sai lầm mà mang đại tội. Cái tội này chiêu cảm nặng lắm chư vị ơi, dòng không dám nói nên lời đấy. Thật sự đấy. Một cái hay là nghe ở đây nói là khi mẹ niệm Phật chỉ có mấy người con, một người thì tin, những người cái niệm theo mầm hai giờ mềm, thì dòng này không biết là cái mềm thực sự có phải là mềm hay không. Nếu thực sự mẹ mình mềm, tức là nhờ cái lòng thành của người con mà người mẹ ra đi cũng có sự an tịnh đấy. Nhưng mà chư vị hãy nhớ cho, mềm mại này không phải là xác định người mẹ mình vãng sanh. Nhớ cho kỹ,
mà xác định là khi người mẹ ra đi thoát được những cái cảnh éo le rùng rợn, những cảnh khó khăn trong lúc xả bỏ báo thân mới có thể chiêu cảm đến cái thân xác mềm mại. Nếu trường hợp người mẹ này mà được ban hộ niệm tích cực khai giải, khai thị tốt, nhắc nhớ tốt và hỗ trợ tốt, người mẹ này có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng ở đây vì không có ai biết hộ niệm nhiều, thành ra nói rằng là người mẹ này vãng sanh Diệu Âm hình như là còn hơi dùng dằn, không dám nói. Rồi trở về cái 49 ngày. Khi 49 ngày chư vị ngồi bên khuyên rằng lời khuyên của chư vị chính xác lắm đấy. Nhưng mà thực sự nếu có những người mà kinh nghiệm về hộ niệm thì những lời khuyên của họ thấm thía hơn. Thấm thía hơn. Hay lắm. Họ làm cho cái người nằm đó giật mình tỉnh ngộ mà quyết lòng đi. Cho nên cái vấn đề cái tâm lý và tâm tâm cảm ứng với nhau nó quan trọng vô cùng. Người phàm phu chúng ta phải khéo léo khai giải. Những người hộ niệm thường xuyên, những người có kinh nghiệm, họ có những lời tuyệt vời lắm. Họ nói mà cái hương linh đó không đi cũng phải đi, trông chờ cũng phải bỏ, dù có mê cũng phải giác ngộ ra. Hay là cái chỗ giờ tâm lý mà người ta thực hiện được cái chỗ này. Nếu các người con này mà được tâm lý như vậy thì hay vô cùng. Nhưng ở đây thì nói rằng đến hết ngày 49 qua đến ngày 50 sau 5 phút, khi nói lời cuối cùng thì người chị lại bật ngửa ra, nói mẹ đi rồi, là ngã ngửa ra. Thì ông nghĩ rằng là có một thời gian chính người mẹ đã nhập thân vào con cái để lắng nghe người con hộ niệm mà chúng ta không may, nhất là ngay ngày cuối cùng. Nếu lúc đó mà người mẹ chắp tay lại nói các con ơi, mẹ cảm ơn con, nhờ các con mà mẹ niệm Phật, bây giờ mẹ theo A-di-đà Phật vãng sanh đi, lúc đó chư vị nên vỗ tay hoan hỷ là mẹ mình đã đi vãng sanh bằng cách là muốn cho con gái biết, bằng cách là dựa vào được chị gái một vài phút để báo rồi đi, tuyệt vời vô cùng. Nhưng ở đây chư vị nói là mẹ ơi, đây là giờ phút chốc, bây giờ đi ở là tùy mẹ thôi, chứ con không biết làm sao. Người mẹ ơn đang ở trong thân của con gái buồn quá, thôi mẹ đi đây, tại vì chính người chỉ nói là mẹ đi đây chứ mẹ có đi đâu có. Thành ra mẹ đi đầu thai chuyển thế rồi chư vị ơi. Có thể nếu mà vui vẻ hồi hộ niệm thì nghĩ rằng người mẹ này dẫu thế nào cũng vượt qua được ba đường ác. Như vậy thì cái công phu, cái công đức của những người con này cũng giúp cho mẹ vượt qua ách nạn của ba đường ác đạo cũng vô biên rồi. Nếu mà thật sự người mẹ này mà có ban hộ niệm giúp đỡ nữa thì dù ông nghĩ rằng là cái khả năng vãng sanh, chắc chút vãng sanh rất cao, rất cao. Nhớ nha chư vị, hộ niệm đừng để quá trễ, phải hộ niệm càng sớm càng tốt. Vì hộ niệm là một pháp tu, là một pháp sửa, mà sửa là cả một đường dài để sửa. Sửa từ A đến Z, sửa từ cái nhỏ rồi từ từ cái lớn, rồi từ từ cái nặng cái nhẹ, sửa cho nhiều để sau cùng rồi thì một câu A Di Đà Phật niệm cho trọn vẹn chi thành mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Đơn giản, thực tế, cụ thể, mong chư vị phải chú ý nha. A Di Đà Phật. Đà Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là biết ơn lão cư sĩ Diệu Âm. Qua lời điểm của lão cư sĩ Diệu Âm, chúng con mới thấy pháp hộ niệm đối với chúng con vô cùng là quan trọng. Đúng là một pháp hướng dẫn, là một pháp tu. Thế mà bấy lâu nay chúng con cứ tưởng là chờ đến khi mà người thân của chúng con bệnh lặng rồi, hoặc là sắp sửa ra đi rồi mới mời ban hộ niệm đến. Thực sự hôm nay chúng con thấm thía rồi, lần sau chúng con phải quyết định là lo hộ niệm từ sớm.